Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 vừa được tổ chức, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị năm 2021, ngành nội chính đảng cần tập trung nghiên cứu tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là nghị quyết đại hội 13 của đảng. Trong đó, toàn ngành phải tham mưu lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế, để công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục là dấu ấn nổi bật và có bước đột phá mới trong nhiệm kỳ đại hội 13. Trước mắt, tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Tham mưu lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để phát hiện xử lý tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.